Đỗ Quốc Thanh Luân xin kính chào quý khách. Hôm nay là ngày 16 tháng 6 2018. Đỗ Quốc Thanh Luân xin trân trọng giới thiệu quý vị bộ bàn ghế ăn mẫu hoa tây Louis bằng gỗ vụn mật, gồm có 8 ghế một bàn, hàng siêu thửa luôn của Thanh Luân chúng tôi. Được Thanh Luân chúng tôi là hoàn thiện cho phần mộc của bộ này cũng đã có chủ nhân là mấy khách hàng ở thành phố Hà Nội. Hôm nay thì Thanh Luân chúng tôi là có hoàn thiện cho phần mộc, quay lại một đoạn video clip để giới thiệu cho khách hàng cũng như là anh khách hàng đã đặt hàng đồ gỗ Thanh Luân. Tôi thấy được cái bộ sản phẩm mà chúng tôi đã làm cho phần mộc nó rất chi là đẹp. Đấy, rất đẹp. Và cái bàn này là bàn 4 chân, bàn là bàn mẫu hoa lan tây 4 chân rất chi là đẹp. 8 ghế một bàn và khách hàng có yêu cầu làm thêm 2 chiếc đôn ngồi. Tôi làm thêm 2 chiếc đôn ngồi. Cái mặt bàn này là mặt bàn rất lớn và mặt liền luôn. Ngoài các bộ gỗ vụ ra, Thành Luân rồi vẫn còn rất nhiều các bộ bằng gỗ hương. Khách nào có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp Thành Luân chúng tôi theo hai số điện thoại là 0967110389 0972770888. Cái mẫu ghế của chúng tôi làm có rất chi là hoành tráng, rất chi là chắc chắn. Ngày 16 tháng 6 2018. Video quý vị đang xem tôi quay tại cơ sở 1 của Đỗ Quốc Thanh Luân, nằm tại đầu thôn Nhà Khê, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Một lượt Thanh Luân xin trân trọng cảm ơn và xin chào hẹn gặp lại các khách trong những video clip sau.